Emry xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Xin mến chúc quý cô bác, anh chị và các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Emry đang có mặt trên chỗ cầu vượt 3 tháng 2 đây, nút giao giữa 3 tháng 2 và Lý Thái Tổ. Bây giờ đồng hồ của Emry cũng là 8 giờ 50 phút rồi. Emry xin mời gia đình chúng ta cùng em tham quan khu vực này. Đây thì cả nhà mình thấy đó, đoạn đường 3 tháng 2 thì coi như là sầm uất, gọi là cũng bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà bây giờ thì tình hình kinh doanh của bà con ở trên tuyến đường 3 tháng 2 thì gặp khó khăn rất là nhiều. Đây thì cũng vị trí đắc địa đó, có một cái căn nhà gọi là cho thuê nhà nguyên căn đây nè. Rất là khó khăn luôn ha. Buôn bán bây giờ thì quá chậm, cho nên là nhiều cơ sở kinh doanh người ta trụ không nổi, tao phải bỏ của chạy lấy người. Bên kia thì mình thấy là ngày xưa thì cái siêu thị tên là siêu thị Sài Gòn, bây giờ thì cũng là siêu thị Sài Gòn nữa, nhưng mà cái tên đổi tên nó chính đó là Sacha Mart ha. Thì ở đây thì mình thấy là siêu thị bây giờ thì vắng khu vực này luôn, gần như là rất là ít có khách vào bán hàng. Đây thì vào mình thấy là tẻo tèo theo à, rất là chậm luôn. Đây thì đi sẽ rẽ vào khi khu vực giữa 3 tháng 2 và đường Lý Thái Tổ. Lý Thái Tổ độ này thì chuyên kinh doanh về các khách thảm nè, rồi giấy dán tường nè, dán trần nhà, nền nhà đồ tất cả luôn. Nhưng mà đau một cái là bất động sản bây giờ coi như là eo xèo quá trời rồi, cho nên là những cái ngành nghề này cũng gọi là ế theo luôn, gọi là trang trí nội thất đó. Bây giờ xây dựng thì coi như là bất động sản đóng băng, đâu có ai xây dựng gì đâu, không có ai làm nhà mới, không có ai tăng gia, không có ai gì hết trơn. Cho nên là những cái ngành nghề này gọi là nó cũng hẻo theo luôn, rất là chậm. Bên tay trái của đại gia đình chúng ta đó là bệnh viện Nhi Đồng 1, một trong những bệnh viện rất là nổi tiếng ha. Sài Gòn chúng ta thì hiện tại có hai bệnh viện Nhi Đồng, bệnh viện Nhi Đồng 1 và bệnh viện Nhi Đồng 2. Bệnh viện Nhi Đồng 1 thì ngay chỗ Lý Thái Tổ quận 10, bệnh viện Nhi Đồng 2 thì ngay Nguyễn Dung quận nhất đó. Thì hai bệnh viện này thì coi như là chữa trị về các trẻ em ha, các em nhỏ tuổi thì dưới 12, khi mà có những cái bệnh lý thì người ta đa số luôn sẽ đưa vào đây đó. Thì nhìn rất là tội, đặc biệt là những cái em mà khi mà mới sinh ra, gia đình chúng ta thấy là gặp bệnh này bệnh kia, rồi cha mẹ nữa, rồi sức khỏe các em còn rất yếu nữa, cho nên là cái tâm lý của cha mẹ ảnh hưởng rất là nhiều đó, thì cũng rất là tội ha. Đây thì để sẽ đi xích lên luôn. Bệnh viện bây giờ thì mình thấy một cái điều là gần như tất cả các bệnh viện bây giờ thì sửa sang và xây dựng lại rất là đẹp, rất là hoành tráng nha. Quá trời đẹp luôn nè, nhìn rất là bắt mắt. Nhưng mà ở đây lại có một cái điều là bây giờ cái tình trạng tất cả các bệnh viện gần như là quá tải. Mình đi tới đâu cũng thấy bệnh viện coi như là quá tải, thiếu giường nằm. Đặc biệt là khi mà vào chấn thương chỉnh hình, vào Chợ Gãy, mình thấy nằm hành lang rồi nằm đủ thứ như 115 rồi đó, thì rất là gọi là khó khăn luôn ha. Nhìn những cái hoàn cảnh đó mình mới thấy được là bây giờ nhiều người nhiều khi ở xung quanh các bệnh viện sáng khoảng 8 giờ là người ta xếp hàng tới 10 giờ rưỡi để xin được một hộp cơm từ thiện của các mạnh thường quân, các tổ chức từ thiện cộng đồng người ta cho. Tại vì sao mà phải ngồi lâu như vậy? Tại vì rất là nhiều người xin, nếu mà mình không có phiếu và không ngồi xếp hàng thì người khác người ta sẽ xin hết phần rồi, thì tới lượt mình không còn cơm nữa để ăn, rất là khó khăn luôn ha. Đó thì phải xin như vậy đó, mà nhìn thấy những cái người đó thật ra không phải là những cái người nghèo đâu, họ là cũng là người nghèo, cũng một phần là có những người nghèo, mà có những người họ trước đây họ kinh tế họ rất là khá giả, rất là hoành tráng, nhưng mà do trụ cột trong gia đình đó là bệnh nặng kéo dài, rồi không ai làm ra tiền, rồi phải chữa trị tốn tiền nè, rồi phải nuôi bệnh trong thời gian dài nữa, dần dần thì khiến cho kinh tế của người ta kiệt quệ và bất đắc dĩ người ta phải tiết kiệm từng đồng, gọi là xin ăn xin cơm ăn giữa lòng thành phố Sài Gòn này để làm chi, để duy trì lại cái khả năng kinh tế, duy trì lại sức khỏe, là để mà nuôi người nhà mình trong những cái lúc mà bệnh tật khó khăn ha. Đó thì đi con đường để mình thấy là kinh doanh Lý Thái Tổ bây giờ thì quá thì chậm luôn, thấy bà con thì gần như là đâu có kinh doanh được gì đâu. Bán hai bên đường thì mình thấy nãy giờ đi chứ không dám bình luận nhiều luôn, né mà nói sang cái chuyện khác, tại vì nói chính là cái trọng tâm cuộc sống của bà con đang trên đường kinh doanh buôn bán thì quá trời gọi là buồn,
đây thì ngã tư của Lý Thái Tổ và Sư Đồng Hạnh đấy. Đó, có một cái chữ là buồn thôi, tại vì kinh doanh bây giờ mà vốn thì bỏ ra bạc trăm triệu bạc tỷ, kinh doanh thì ngồi coi như là sáng dọn hàng ra rồi chiều dọn hàng vô, nhiều khi là mình thấy những cái thấm thảm rồi nè, cả tuần luôn mà không ai gọi là không ai mở hàng hết trơn, rất là căng luôn. Đây thì để cho thuê mặt bằng nữa nè, quá trời luôn rồi đó, nguyên dãy bên đây nữa nè, căn nhà đây quá rộng nhưng mà lại làm không cho thuê được nữa. Lý do là bây giờ thì nhà càng rộng mặt bằng càng lớn thì nó càng ế, tại vì cái giá cho thuê cao mà kinh doanh buôn bán bây giờ thì quá chậm, cho nên là người ta sợ, người ta chuyển từ mặt bằng lớn sang mặt bằng nhỏ để gọi là giảm chi phí, duy trì trong cái thời gian khó khăn này. Cái thời gian khó khăn này mà rần rần rộ rộ ra thì coi như là thời gian sau là mất vốn ngay. Ngày xưa thì các tập đoàn lớn rất là thích những cái mặt bằng lớn, tại vì họ đỡ trúng tiền PR quảng cáo, mở ra hoành tráng thì đó là cũng là một hình thức quảng cáo luôn. Còn bây giờ thì không dám nữa. Đây thì có ngân hàng Exim Bank đây. Đây đây. Đây thì hai bên đường, cả nhà mình thấy nhìn bên đường nó vắng tẻo tèo teo. Đó thì đây cũng là một cái thực tế. Có nhiều anh chị nói là bây giờ người ta mua online hết rồi, nhiều cái lắm. Cho nên là những cái cửa hàng mà bán mình không thấy khách, nhưng mà thật ra người ta cũng bán được. Nhưng mà vừa rồi thì chuyện 5 phút thị trường đó của nhà báo Kim Hạnh cũng đã thống kê rồi. Năm 2023 thì mình thấy năm 2023 thì thị trường gọi là online rất là sôi nổi, nhưng nó chiếm chỉ đâu đó vỏn vẹn là 6% thôi của cái sức mua của thị trường. Còn siêu thị bán lẻ, các siêu thị đó thì chiếm 35%, là coi như là tổng cộng là chỉ có 41% thôi. Còn lại tất cả là do truyền thống, những cái thị trường truyền thống như vậy, mua trực tiếp như thế này đây. Đó là mình thấy đó, những cái chợ truyền thống đó mà cái số lượng mà chiếm gọi là lớn nhất cũng là thị trường truyền thống, mà bây giờ ế như vậy thì mình thấy là cái sức mua nó giảm như thế nào. Kể cả bây giờ thì online thì người ta cũng dẹp tiệm rất là nhiều, tại vì người ta không có bài ra trước mắt mình không thấy những thống kê cái sức mua online mà qua đến năm 2021, quý 1 năm 2021 và quý 2 của năm 2021 là chậm. Lý do là thị trường coi như là người ta mua trước Tết hết rồi. Và trước Tết thì có quá nhiều chương trình gọi là kích cầu á. Người ta vừa gọi là giảm giá nè, rồi khuyến mãi nè, đủ kiểu luôn. Nhiều khi người ta mua, người ta cần xài, người ta mua, người ta để dành. Người ta chưa xài tới, người ta cũng mua luôn. Tại vì cái giai đoạn đó là được cái giá quá hời, người ta mua. Rồi xong rồi thì coi như là ta mua qua một luồng rồi, qua một đợt rồi, coi như đủ xài rồi. Thì bây giờ thì tới qua quý 1 của năm 2024 và quý 2 thì sức mua rất là chậm, do là bây giờ ai cũng thắt lưng buộc bụng là thứ nhất. Thứ hai là bây giờ là tiền đồ là không có nhiều, rồi đồ thì người ta cũng đã chuẩn bị từ năm trước rồi, do có nhiều cái khuyến mãi, cái cầu đó thì giá bây giờ nó cao hơn. Năm trước người ta đã mua hết rồi, người ta chưa có xài hết đó, bây giờ thì coi như là không có. Đây mình thấy gì đâu mà nhà cho thuê nè, quá tai luôn rồi. Đó thì đủ kiểu ha, cắt tóc rồi giờ cũng phải bỏ chạy rồi, chậm quá thì chậm luôn. Tình hình bây giờ thì càng lúc là càng khó khăn. Đó thì mình nhìn thấy chỗ này thì nó bèo nhèo hết trơn, nó đủ kiểu hết trơn, rất là buồn luôn ha. Nhưng mà bây giờ thì cũng phải đối diện với thực tế kinh tế mà. Có lúc thịnh lúc suy là cái chuyện rất là bình thường. Cho nên là Ri nghĩ đây là một cái gì đó, một thứ nhất là review để mà giải trí, thứ hai là cập nhật tình hình cuộc sống của bà con. Có nhiều anh chị nói đừng quay tiêu cực nữa mà hãy quay tích cực đi. Nhưng mà tại vì cái mà bà con cần là thông tin, cái bà con cần là cái sự thật, chứ không phải là cái bà con cần đây không phải là một cái kênh mà PR cho một sản phẩm nào đó để mà giới thiệu có thế mạnh. Mà ở đây thì nêu bật ra được cái mặt mạnh mặt yếu, cái thực tế của hiện tại để chúng ta nhìn nhận và đi đến tương lai. Kinh tế thì bình thường thôi, bình thường ở chỗ nào, tức là kể cả bất động sản cũng có chu kỳ phát triển và chu kỳ suy thoái. Và kinh tế mà thì cũng có lúc phát triển, có lúc thịnh lúc suy, qua thịnh rồi tới suy, qua suy rồi tới thịnh, cứ xoay vòng như thế. Và địa đây là điều rất là bình thường, không cần thiết phải sống ảo. Phải sống là kinh tế lúc nào cũng rần rần phát triển, cái nào cũng gọi là hùng hổ lên. Mình thấy đây cũng là một cái điều rất là bình thường thôi, cho nên là cứ chấp nhận sự thật.
đi đường là sợ nhất là xe bus. Xe bus này nó lủi ghê kinh, chạy mà nhiều khi là hoảng hồn luôn, nó xớt ngang cái tay mình nghe cái dù, trời ơi rung tay rung chân hết trơn luôn. Nhìn qua lại là thấy một cái chiếc xe bus chà bá đó thì rất là sợ luôn. Nhưng mà tại sao tài xế xe bus lại gọi là chạy ẩu đến như thế? Thì cả nhà mình thấy gần như luôn là xe bus đó, khi mà chạy thì người ta quy định giờ xuất phát là mấy giờ và về bến về bãi là phải mấy giờ đó, thì quy định thời gian, cho nên là xe bus nhiều khi là đường kẹt rồi đó, thời gian thì đâu có chính xác được, cho nên là mà không chính xác thì có thể là bị phạt hay bị như thế nào đó, bị trừ lương vậy đó. Cho nên là các anh phải chạy cho đúng giờ đúng tuyến, anh chạy ghê lắm. Nhiều khi là chạy ngang mà thấy có khách đó, là các anh gọi là không rước luôn, bỏ khách luôn, tại vì trễ giờ quá rồi, tranh thủ chạy cho nó kịp đi thôi, về bị phạt là chết nữa. Rất là nhiều cái hoàn cảnh mình thấy là thật sự mà nói thì kiếm tiền là không bao giờ dễ hết, đủ kiểu đủ chuyện trên đời luôn ha. Đó thì tiếp tục nữa đây, Ri sẽ đi thẳng lên đường Lý Thế Tổ nè. Ngay khu vực vùng xây này thì đường xe khá là đông luôn, đây mình thấy là chậm ha. Từ cái hướng Lê Hồng Phong, Lý Thế Tổ nè, rồi Điện Biên Phủ nè, thì dòng lên tới Ngô Gia Tự nữa, cho nên là khu vực này quá trời gọi là xe gọi là ùn ứ rất là nhiều. Nếu mình thấy đeo đường thì bây giờ Việt Nam chúng ta ra đường là lúc nào cũng vậy hết trơn, thấy là xe gắn máy là coi như là phổ biến chùm luôn. Nhiều khi là một nhà thì một người có một chiếc xe gắn máy, nhưng mà có nhiều người 2-3 chiếc luôn, gọi là đam mê thích kiểu này kiểu kia rồi mua để bữa nay chạy chiếc này mai chạy chiếc kia, hoặc là người ta phân biệt ra nữa là xe gắn máy thôi, nhưng mà chiếc đi làm và chiếc đi chơi. Chiếc đi chơi thì có thể là xe tay ga rồi, còn chiếc đi làm thì xe số đó, thì nhiều cách lắm. Cho nên là xe gắn máy thì ở Sài Gòn chúng ta rồi quá trời, phải nói là khủng khiếp luôn. Và một cái thắc mắc nữa là bây giờ là người ta đi đâu và về đâu, thấy đó, hai bên đường thì vòng vòng tất cả các chợ, các siêu thị rồi các shop rồi đó thì bán rất là bán, nhưng mà ngoài đường thì lúc nào cũng đông hết, rất là đông luôn. Đây đây thì mình nhìn thấy là đa số là mặc đồ tự do, có một số anh chị gọi là mặc đồ gọi là công sở đó, nhưng mà rất là ít, đa số mặc đồ tự do thôi. Nhìn thấy đó, quá trời luôn. Và ngoài đường này thì có nhiều cách lý giải để tại sao mà ngoài đường đông như vậy. Ngoài đường đông là do là Việt Nam chúng ta là đất nước đang phát triển, kinh doanh buôn bán thì nó cũng khác hơn các nước phát triển. Cái nước phát triển thì gần như là giờ hành chính đó, là tất cả người dân người ta là ở trong công ty xí nghiệp người ta làm hết trơn rồi, đâu có ra ngoài, kể cả học sinh gì nữa. Có nhiều nước mà giờ hành chính mà học sinh đi ngoài đường là phạm pháp là bị bắt đó, thì mình thấy một cái điều đó. Còn Việt Nam chúng ta thì gần như luôn các công ty phát triển mạnh nhất là nhờ đội ngũ sale. Công ty nào mà càng mạnh thì cái đội ngũ sale càng lớn, mà nhân viên như là hành chính nhân sự nè, nhân viên về kế toán thu ngân rồi đó thì chỉ chiếm một số lượng ít thôi đó, thì thành ra là các bạn sale này thì làm việc chủ yếu là gặp gỡ khách hàng, tư vấn với khách hàng, mà tư vấn với khách hàng không phải là khách người ta đến công ty thật sự, mà mời công ty người ta đến công ty không phải dễ đâu, mà phải mời người ta cà phê hoặc là ăn uống. Nhiều khi có những người người ta cần có nhu cầu tìm hiểu mua thịt, có những người là chưa có nhu cầu, cho nên các sale phải làm sao cho người ta để mà xuống tiền để mua sản phẩm đó, thì đủ kiểu. Đa số là các bạn sale làm việc ngoài quán cà phê, ngoài quán ăn, quán internet đó, thì dần dần một điều là giờ gặp khách hàng cũng gặp ở ngoài đường không à, gặp ngoài quán cà phê nè, quán ăn nè, nhà hàng nè. Cho nên là cả nhà mình sẽ thấy một cái điều đó là gần như là người ta chạy ngoài đường suốt, kể cả những cái bạn sale, kể cả những cái người mà khách hàng hiện tại, tương lai, quá khứ, khách hàng tiềm năng, khách hàng chưa tiềm năng, thì đa số người ta cũng hoạt động ngoài đường rất là nhiều. Đây cũng là một trong những cái lý do mà giải thích tại sao ở ngoài đường lại đông như thế. Nếu mà anh chị nào có những cái suy luận khác và có cách giải thích phù hợp hơn thì có thể là comment để hướng dẫn cho Ri cũng như là cho mọi người cùng biết. Chúng mình thấy đường Lý Thế Tổ đây có những cái khu vực đây quá trời luôn, đóng cửa gọi là tè le luôn đó. Thì nhìn bên đường mình thấy những cái cửa hàng rồi đó vắng, nãy giờ đi mà đi nguyên con đường Lý Thế Tổ đó mà Ri chưa thấy có một cái chỗ nào gọi là
có khách vào ở trên, quá trời luôn, gọi là chậm dữ luôn chứ không phải chậm bình thường nữa. Đi hoài mà không có khách, nhìn nguyên cái con đường luôn, không thấy khách nào vào giao dịch hết trơn. Thì người ta kinh doanh buôn bán ở đây thì coi như là chịu trời cũng hết rồi. Ở đoạn này thì ngày xưa mạnh nhất là in danh thiếp nè, in thiệp cưới nè. Đó, rồi mình thấy đó, những cái này á, ngày xưa thì internet chưa phát triển mạnh, cho nên là gặp nhau bắt tay cái là đưa danh thiếp với nhau để giới thiệu cái số điện thoại với nhau. Còn bây giờ thì công nghệ phát triển mạnh rồi, những bước này gần như là không cần thiết nữa, kể cả đám cưới, tiệc cưới, danh thiếp thì thiết kế thiệp cưới, anh thiệp cưới đây vừa nhắc thì có đây, anh thiệp cưới nè. Thì mình thấy là anh thiệp cưới ngày xưa thì dân số chúng ta gọi là dân số trẻ, cho nên là cưới hỏi rất là nhiều. Còn bây giờ thì dân số ta thuộc dân số già rồi, cho nên là người lớn tuổi, người già thì nhiều mà thanh niên thì ít, trẻ em thì ít, cho nên là dẫn đến một cái điều là bây giờ cưới hỏi nó cũng ít hơn ngày xưa, không có bằng nữa, vắng. Và một cái điều nữa là bây giờ thanh niên thật sự mà nói thì hợp tác lao động nước ngoài rất là nhiều, như Đài Loan nè, Hàn Quốc nè, Nhật Bản nè, cả Úc nè, Canada, rất là nhiều bạn trẻ luôn. Và đi gọi là lao động hợp tác ở nước ngoài rất là nhiều đó, thì làm cho mà cái lượng người trẻ bây giờ nó ít, nó lại càng ít hơn đó, thì dẫn đến một cái tình trạng là tiệc cưới bây giờ vẫn có nhưng mà lai rai đó, không bằng như ngày xưa nữa. Đây là ngã ba của Lý Thái Tổ và Nguyễn Đình Chiểu ha, khu vực này đây, ngay quận 3 rồi đây. Đi sẽ tiếp tục đi thẳng lên đây, thì ở đây đi thấy có những cái tiệm gọi là cắt tóc, những thợ cắt tóc. Và cắt tóc ở đây thì gần như là cắt tóc miễn phí, những cái trung tâm dạy nghề người ta tổ chức ở đây. Thì các anh chị mà khi mà mới ra nghề thì cái tay nghề chưa cứng, cắt được nhưng mà tay nghề chưa cứng, chưa có điêu luyện, cho nên là cần nhiều người cắt, gọi là cắt miễn phí đó, để điêu luyện cái tay nghề mình hơn. Còn những cái anh chị mà tiết kiệm tiền đó thì có thể là ra đây cắt được, cắt miễn phí, cho nên là cuộc sống mà người ta gọi là có qua có lại, có tội lòng nhau, người thì được nâng cao tay nghề, người thì được cắt tóc miễn phí, cho nên là giữa hai bên là hợp tác gọi là win-win, hai bên đều có lợi hết. Cho nên là mình thấy ở đây thì có rất là nhiều, thường xuyên có những cái anh chị em tập trung ở đây cắt tóc miễn phí ở khu vực này. Thì chạy lên đoạn này mình thấy càng đi càng thấy thấm ha. Bán vỉa hè bây giờ nhiều bạn trẻ nó không tìm được việc làm đấy, có một cái xe đẩy gì buôn bán tự do. Đây là thấy bạn bán thơm, gọt thơm nè, bán đó thì bán trái cây đó, thì ngày cũng kiếm được coi 100-200 tùy ngày, nhưng mà gặp những ngày mưa bão mà trở trời thì cũng phải chịu đó. Mình thấy kinh doanh thì cũng nhiều quá lắm, nhưng mà bây giờ thì nhiều khi cầm một cái bộ hồ sơ xin việc đi, gọi là đi xin việc mấy tháng trời mà vẫn không được, không ai nhận hết. Rồi sao bây giờ bắt buộc phải tự ra bươn chải mà sống thôi. Như chị đây cũng một người cũng rất là trẻ tuổi ha, người ta bán dừa đấy đó, thì thấy cuộc sống mình thấy đó đủ kiểu gọi là eo xèo hết trơn. Bây giờ kinh doanh là phải vậy, không làm thì không được rồi đó, rất là nhiều luôn ha. Đây khu vực này thì bán thơm, bán hoa rồi rất là nhiều đấy đó, thì mình thấy đó, cuộc sống của bà con thì bây giờ coi như là lây lất và gọi là mua bán, gọi là tạm bợ để sống qua ngày thôi. Ngày xưa thì người ta dùng gọi là lấy vốn để làm ăn kinh doanh, để gọi là làm giàu đó. Còn bây giờ thì không ai dùng từ làm ăn đó, gọi là kiếm việc làm, gọi là lây lất thôi. Clip em Ri đến đây thì cũng xin tạm dừng. Em Ri cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.